Hello, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh khoai môn nè. Công thức dễ dàng. Phần bột bánh thì nó có cái gân khoai môn. Thì phần bột này các bạn cũng có thể làm với bánh ít nha. Siêu ngon luôn á, dẻo dẻo và thơm mùi khoai môn nè. Có cái dừa nữa, nó béo ngậy luôn. Thì cùng vào bếp để thực hiện bánh ngon với mình nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị củ khoai môn. Thì khoai môn này á, các bạn mua cái loại khoai môn cao á thì nó thơm ngon hơn ha. Bây giờ mình sẽ gọt nó ra, gọt hết cái phần vỏ ra. Thì các bạn chọn cái củ mà nó hơi tươi tươi á, nó ngon hơn. Rửa cho sạch rồi bây giờ thì mình chỉ dùng nửa củ thôi nha, tại củ này cũng hơi lớn. Các bạn sẽ bào sợi nè, mình sẽ bào ra những cái sợi nhỏ nhỏ đó. Nửa củ này á, là 400 g á, là không có tính phần vỏ nha, mình đã sơ chế rồi. Bào xong mà mình cho qua hết luôn. Bắt một nồi nước sôi, các bạn sẽ lấy một phần của khoai môn mình cho vô đây để luộc ha. Mình cho vô, mình luộc xong rồi thì các bạn để chút xíu cho nó chín. Sau khi mà khoai nó chín mềm á, các bạn hãy vớt lên nha, rồi mình để cho nó ráo nước, cho qua cái thau. Trong lúc khoai còn nóng á, thì mình sẽ nghiền cho nó mịn, không cần phải xay. Các bạn dùng cái ly vậy nè, mình đè đè là nó mịn nè. Tại vì khoai nó mềm lắm, nó không có bị cứng đâu. Mình có nấu đây là nước lá cẩm nè. Các bạn rửa cho sạch rồi cho vô nước. Mình nấu 5 đến 10 phút cho nó có màu đẹp. Vớt ra rồi mình rây lại. Thì mình dùng 300 g bột nếp nha. Các bạn có thể ăn nhiều quá thì mình tăng lên. 150 ml nước lá cẩm nè, chút xíu muối, 100 g dừa nạo, 100 ml nước cốt dừa và 200 g đường. Rồi các bạn sẽ cho hết phần bột nếp vô trong khoai môn hồi nãy. Mình cho đường vô luôn. Dừa nạo này thì mình chọn dừa gám và nước cốt dừa, muối. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Trộn cho cái hỗn hợp bột của mình á, nó hòa tan đều. Rồi bây giờ mình sẽ lấy nước lá cẩm các bạn cho vô. Nhưng mà mình cho trước một phần thôi ha, phân nửa thôi. Còn phân nửa mình chừa lại chút nữa, coi bột nó có mềm á thì mình hãy cho nữa. Tại vì nếu mà cho hết một lần á thì nó bị mềm, nó bị nhão bột á. Trộn đều lên, mình thấy nó hơi khô nên mình cho thêm chút nữa. Rồi bây giờ mình sẽ cho phần khoai môn bào sợi hồi nãy còn chừa phân nửa vô. Trộn đều lên nữa là được rồi. Rồi mình trộn xong hết rồi. Thì bây giờ cái bột của mình nó sẽ có cái dạng hơi sệt sệt nha. Nó đừng có lỏng quá mà nó cũng không có đặc quá. Mình chuẩn bị tiếp là lá chuối. Lá chuối thì các bạn xé hỏng tới gan tay, lau chùi cho sạch. Thoa một lớp dầu ăn, đối với bột nếp thì phải thoa dầu, không thoa là nó bị dính lắm. Rồi mình sẽ múc cái phần bột nếp mình cho vô. Mình sẽ gói cái bánh này nó vừa thôi à, nó không có quá lớn. Nếu mà lớn quá thì ăn cũng dễ bị ngán. Rồi bây giờ các bạn sẽ cuốn cái lá lại nè. Mình gấp cái phần đầu lá, gấp hai cái đầu lại. Rồi vậy là xong rồi nè, đơn giản dễ làm. Rồi mình sẽ làm tiếp một cái thứ hai. Khoai môn á, mình có chừa cái phần gân á lên cái bánh, mình thấy nó ngon hơn. Nhưng mà các bạn phải nhớ mình luộc một phần, mình hãy cho vô bột. Làm vậy á, thì bột của mình nó mới mềm dẻo. Rồi vậy là xong hai cái bánh. Mình làm xong hết rồi nè. Tổng cộng được bao nhiêu bánh. Rồi bây giờ sẽ chất vô trong sửng để đem đi hấp luôn. Các bạn chất cho nó hơi xéo xéo như nè, để hơi nước nó lên. Bắt sẵn nước sôi thì mình hấp 15 phút. Đúng 15 phút là bánh đã chín. Tại vì bánh này mình làm mỏng á, và nó dẹp dẹp nên nó nhanh chín hơn. Chất bánh ra và chờ cho nó nguội. Và với công thức này á, thì bánh các bạn có thể áp dụng với bánh ít nha. Và nếu gói bánh ít thì mình có thể cho thêm nhân đậu xanh hoặc là nhân dừa.
Cái vỏ bột này á, thì mình có cho dừa vô trong luôn, cho nên là mình không có cần cho nhân. Cái bánh nó có cái màu tím của lá cẩm á các bạn, lên nhìn thấy nó cũng hấp dẫn nữa. Và nó nổi lên những cái gân của khoai môn nè. Bánh á, thì có cái độ dẻo, còn hơi ấm ấm nóng nóng cho nên là nó hơi mềm mềm. Và với cái cách pha bột này thì các bạn để qua ngày hôm sau luôn, 2 ngày bánh vẫn mềm. Ở bên trong nè, nó có những cái gân khoai môn nổi lên. Rồi bây giờ thì mình sẽ ăn thử nha, xin mời các bạn cùng thưởng thức với mình. Dẻo dẻo nè, và nó có cái độ béo. Cái gân khoai môn thì nó bùi bùi á. Các bạn ăn vô cái sợi khoai nó thơm lắm. Độ ngọt cũng vừa và béo nước cốt dừa nữa. Bánh khoai môn á thì nó đặc trưng, rất là thơm mùi khoai môn. Mình thấy bánh này á các bạn làm mỏng mỏng á, ăn nó ngon hơn, nó không có bị ngán nha, đừng có làm to. Làm to quá là ăn dễ ngán lắm. Và nếu làm nhiều hơn thì cho vô tủ lạnh, khi nào ăn thì mình hấp lại ăn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này, đã ủng hộ kênh của mình. Thì vui lòng đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày miễn phí nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.